Chương 3. Nhịp điệu thành phố. Gần 9 giờ, một số người bắt đầu tàn làm. Kỷ Tinh lúc này mới thu dọn đồ đạc và rời đi. Đi ngang qua văn phòng sếp, thấy sếp thường tàn làm muộn nhưng hôm nay lại về sớm. Được rồi, ở lại thêm một tiếng cũng chẳng ai thấy, mất công vô ích. Thôi, coi như tránh được giờ cao điểm tàu điện ngầm. Ra khỏi tòa nhà văn phòng, khu CBD với những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn như những chiếc hộp trang trí tinh xảo. Ban đêm nhiệt độ càng thấp hơn, Kỷ Tinh đội mũ áo khoác lông lên, vội vã đi vào ga tàu điện ngầm. Đây là khu thương mại sầm uất, hơn 9 giờ tối mà vẫn đông người qua lại. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, chờ mãi mà không thấy tàu đến. Sân ga đầy những người đi làm về muộn, cho đến khi loa thông báo rằng sự cố vận hành, tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động. Tiếng bàn tán nổi lên, chuyện gì vậy? Điên à? Trời ơi, không được đâu. Ai đó trong đám đông nói rằng ở ga gần đó có người nhảy tàu tự tử. Tiếng bàn tán càng lớn, chết tiệt, tự tử sao không chọn ở nhà, làm gì mà cản trở giao thông. Nhiều người phàn nàn rằng phải tốn thêm một khoản tiền để bắt taxi về nhà. Phiền chết đi được, tự tử còn theo bao nhiêu người. Kỷ Tinh lập tức mở ứng dụng gọi xe. Khu vực này đang là giờ cao điểm gọi xe, giá tăng gấp 3, lại còn phải xếp hàng. Cô nhanh chóng đổi phương án, chạy ra khỏi đám người đang bực bội, ra khỏi ga tàu, tìm xe đạp chia sẻ gần đó. Không may, cuối cùng cũng thấy một chiếc, nhưng không nhanh bằng một người đàn ông khác bị giành mất. 4 trạm, nhiệt độ dưới 0 độ, đi bộ về lạnh chết mất. Kỷ Tinh quay lại ga tàu để tránh gió. Những người khác cũng đang xếp hàng đợi xe, bực bội chỉ trích người tự tử. Nghe nói người chết là một cô gái trẻ. Lúc đầu Kỷ Tinh còn nghe một chút, sau đó thì không còn hứng thú. Chờ mãi không bắt được xe, cô gần như muốn tự tử. Nhìn điện thoại, cô đang xếp thứ 49. Tâm trạng cô trở nên tệ hơn. Đúng lúc đó, sư tỷ Lệ Lệ nhắn tin thoại. Sắp đi qua dưới công ty em rồi, vẫn đang làm thêm mà. Kỷ Tinh như vớ được cọc cứu mạng. Tàu điện ngầm dừng rồi, đón em với. Lệ Lệ lái một chiếc Polo đỏ, rất tiện lợi và phù hợp để đi lại. Cô là sư tỷ cùng chuyên ngành đại học của Kỷ Tinh, không học lên thạc sĩ. Tốt nghiệp xong là vào làm ở một công ty công nghệ. Cô ấy thấy làm kỹ thuật ít tiền và mất rất nhiều thời gian, chuyển sang làm thị trường và bán hàng. Cô xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, làm việc hơn Kỷ Tinh 4 năm, giờ đã là quản lý bán hàng của công ty. Cô sống cạnh nhà Kỷ Tinh, nhưng là nhà mua, cũ nát nhỏ, dùng hết tiền của bố mẹ để trả trước, còn nợ nhiều họ hàng. Mỗi tháng phải trả nợ vay mua nhà, đến giờ nhà vẫn chưa được sửa sang lại. Nhưng mua nhà là một trong những quyết định sáng suốt của Lê Lệ, vì cô mua vào đầu năm 2015, đó là thời điểm cuối cùng mà người bình thường có khả năng mua nhà. Sau đó giá nhà tăng chóng mặt, không thể kiểm soát được. Khi đó Kỷ Tinh vẫn đang học cao học. Người ta nói kiến thức là sức mạnh, nhưng cô chỉ có sức mạnh để đi làm thuê. Thời điểm mới là tiền bạc. Khu dân cư rất cũ, ít chỗ đỗ xe, giờ này bên trong chắc chắn đã kín. Lệ Lệ đậu xe bên đường. Đêm khuya, những ngôi nhà thấp cũ hai bên đường vẫn còn một số cửa hàng nhỏ sáng đèn, phục vụ người đi làm về muộn. Bún Quế Lâm, cơm gà hầm Hoàng Môn, xiên nướng Thành Đô, quán ăn vặt Xà Huyện. Hai người chui vào một quán xiên nướng đơn giản. Quán chỉ rộng khoảng 7-8 mét vuông. Có một bàn hình chữ nhật dài, trên bàn là một chảo phẳng dài chứa đầy nước dùng. Các loại thịt và rau được xiên thành từng xiên, nấu trong nồi. Đã có hai cô gái ngồi ăn xiên nướng trước bàn.